em đang test cho anh em mình cùng nghe nha đó em đang test con này nha anh em tiếng rất là sáng anh em ạ à. và cái tiếng cái tần số cao nó đáp ứng rất là tốt nha Test này thì anh em mình có thể ghép chung với những cặp lo bass 20 25 30 trong gia đình ha để mà nghe nhạc và karaoke tiếng rất là tuyệt vời nha anh em tiếng rất là bén và sáng nha anh em mình xem có nhu cầu thì liên hệ với em nha em đang ghép tụ 1.5 nha anh em mình muốn tiếng nó tơi nó nhuyễn hơn nữa thì có thể ghép xuống ha hoặc là anh em mình muốn cái tiếng uh, nó rõ hơn thì anh em có thể ghép lên 2.2 nha anh em nha em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh đăng khoa audio nha clip hôm nay thì em giới thiệu với anh em mình là mấy cái đôi trép đơm anh em nha nữa thì cái mẫu này hôm nay em có được ba đôi ha anh em mình xem có nhu cầu thì liên hệ với em con này là chép đâm lụa nha anh em nha chép đâm lụa và nón của em nói ha thì nó có thiết kế những cái sọc sọc này rất là đẹp nha anh em cái mẫu này thì em bán cũng khá là nhiều hàng rồi anh em nha nhưng mà mỗi một lần về thì nó không có nhiều ha thì hôm nay em có được ba cặp anh em mình xem có nhu cầu thì liên hệ với em con này là cũ là cũ bọc từ nha anh em nha cũ bọc từ nó cầm rất là nặng nha anh em cũ bọc từ bảy màu ha đẹp nha anh em đó đây đo chép của vifa ha Lo thì uh, hàng xin uh, nguyên bản nha anh em Xin nguyên bản hoạt động tốt nha Trép đơm lụa ha Và con bên trong là con dầu nha anh em nha Con dầu trép đơm lụa Con này thì tiếng trép rất là ngọt ngào ha Anh em mình xem có nhu cầu thì liên hệ với em Đây thì em có 3 đôi nha anh em nha Em có 3 đôi nữa thì hai uh, đôi này là đẹp long lanh nha anh em nha hai đôi này thì rất là đẹp thì cái này tháo thùng ra thì nó còn mấy cái uh, dây zin của nó nè ha thì cái đời này là hãng họ hàng dây nha anh em cái đời này là họ hãng hội hàng dây chứ họ không có uh, uh, cắm cái đầu cót nha đó. anh em nào mà có cắm đầu cót thì nói với em em xả cái mối hàng này ra cho ha nữa thì nên mình về cắm dây được nha còn uh, nguyên riêng của nó là như vậy nha anh em uh, cái hàng này bên kia người ta tháo rời ra người ta gửi về ha đó thì người ta chỉ cắt dây thôi nó rất là đẹp hai cặp này rất là đẹp nha anh em cũ là cũ bọc từ ha bảy màu đẹp long lanh luôn mặt của em đó là mặt nhôm nha anh em mặt nhôm mặt bằng kim loại nhôm nha nữa mặt kim loại nhôm phay ha rất là đẹp nha anh em đó Nón là nón lụa nha nón lụa thì này anh em về anh em mình có thể bắt như thế này ha hoặc là anh em mình bắt như vậy cũng được rất là đẹp nha đó còn anh em mình thích kiểu cọ thì anh em mình cũng có thể bắt xéo như thế này ha nhìn cũng rất là dễ thương nha anh em nha đó bắt xéo như thế này ha hoặc là anh em mình bắt uh, ngang như thế này hoặc là bắt uh, xu như thế này cũng đều được nha anh em mình thích sao thì bắt vậy ha để em đo đường kính cho anh em mình xem nha đường kính của loa là em nó uh, 11 phân anh em ạ à, 11 phân còn cái chiều này là nó 9 phân nha 9 phân nhân 11 ha mặt phay nhôm nón lụa thì hai cặp đẹp này giá là 1 ,3 triệu ba một cặp nha anh em có hai cặp đẹp nha còn cặp bên đây thì cái mặt nó cũng đẹp như hai cặp kia luôn anh em cái mặt tiền nó cũng rất là đẹp luôn ha nhưng mà cái cặp bên đây là chắc người ta tháo ra anh em người ta tháo ra người ta để kho hay sao đó cho nên là cái đít này nó bị cũ ha do bảo quản đó nữa thì có cái cặp này là cái đít nó không được bảy màu như mấy cặp kia thôi, còn cái mặt tiền thì nó vẫn đẹp nha anh em nha. Mặt tiền thì vẫn đẹp như hai cặp kia. Không vấn đề gì ha. Đó. Đây có à, cái, cái đít này nó hơi bị xấu nè thì cái này nó chỉ là cái bọc từ lại thôi anh em cái cái này nó không có ảnh hưởng gì về chất âm hết trơn nha cỏ này nằm trong thùng rồi thì cũng không ảnh hưởng về hình thức ha nó chỉ bị uh, ở cái uh, cái chụp bọc từ này thôi còn cái mặt lo là bằng bà, mặt bằng nhôm cho nên là cũng không có bị cũ nha mặt bằng nhôm này thì rất là đẹp ha Đó. hai cặp đẹp này thì 1 triệu 3 một triệu ba cặp ha còn cái cặp bên đây thì 900 đi anh em nha cặp bên đây 900 đi ha Đó, nên mình có nhu cầu thì liên hệ nha đây là em có ba cặp ha anh em mình xem và clip của em cũng xin được kết thúc tại đây nha xin chân thành cảm ơn em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha rồi xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha rồi xin chào và hẹn gặp lại